Nếu mà anh em nào đang có nhu cầu mua ARK Verify liên quan đó hả, thì đừng quên truy cập shopagency.com để mua ARK nha em. Thì shop của mình thì uy tín hàng đầu tại Việt Nam, cho nên em cực kỳ yên tâm khi thực hiện những giao dịch ở trên shop nha em. Còn chần chừ gì suy nghĩ gì nữa, truy cập ngay shopagency.com nào anh em ơi. Đường link thì mình sẽ để dưới phần mô tả video nha anh em. Hello, xin chào các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em về một số cái sự kiện cũng như là một số cái thay đổi trong cái phiên bản update OB23 nha anh em. Thì ở đây anh em có thể thấy nếu mà giờ anh em vào game thì mình nghĩ không phải là giờ nữa mà chắc chắn thì có rất nhiều anh em biết là lúc mà anh em vào game thì đã gọi là update rồi. Thì cái khoảng thời gian update là từ 9 giờ đến 7 giờ tối nha anh em. Thì ở đây thì anh em có thể tham khảo một số cái thông tin mà quan trọng được update ở đây. Ở đây thì sẽ tự chiến mùa 2 và anh em sẽ nhận được một cái khẩu G18 vàng rong. Và kèm theo đấy là một cái sự kiện mà mình nghĩ là chắc chắn thì rất là nhiều anh em đang đón chờ. Đấy là ở cái sự kiện anh em nhận được một cái phần quà skin AK rồng lửa, cũng như là các kiểu, nó không phải rồng lửa nha, một cái khẩu skin mới. Thì nó sẽ khá là mạnh, nói chung cũng được anh em ạ. Thì ở cái chi tiết bản cập nhật thì ở đây sẽ có tất cả những cái chi tiết và anh em có thể vào tham khảo cho em. Thì ở đây thì mình sẽ đánh giá sơ qua cho em về một số cái mới cũng như là một số thay đổi thôi nha em. Rồi, thì ở đây thì anh em có thể thấy thì ở cái chế độ hỗ trợ tự động ngắm thì nó sẽ được viết lại ở cái chế độ sinh tồn. Còn tự chiến thì nó cũng sẽ bình thường như em. Thì từ cái chế độ tự động ngắm này, lúc mà anh em ngắm lên thì nó sẽ tự động ngắm đúng không? Thì hiện tại sẽ có một cái bản cập nhật thì nó sẽ fix lại ở cái lỗi này. Không phải là lỗi nhưng mà đây là một cái fix lại cho nên thì mình nghĩ là chắc chắn thì anh em sẽ cảm thấy nếu mà anh em nào mà chơi quen với cái tự động ngắm này thì sẽ rất là khó trong cái phiên bản của B23 lần này. Ngoài ra ở cái các phương tiện thì ở đây thì anh em có thể thấy thì hầu như là ở cái con xe máy có lẽ là con xe gọi là chậm nhanh nhất ở trong map ấy các bạn. Cũng như là anh em có thể tham khảo ở cái con xe bán tải, cái con xe đen ấy thì nó sẽ giảm xuống 10 km/h. Giảm xuống 10 km anh em. Rồi ở đây thì anh em cũng có thể thấy là ở cái chế độ lái xe thì lúc anh em lái thì sẽ có một cái góc nhìn nó rộng hơn thay vì một cái góc nhìn hẹp ở trong cái phiên bản OB22. Thì ở cái chế độ dù lượn thì nói chung ở cái chế độ dù lượn này thì sẽ đặt ra một cái khoảng để anh em thể nhỏ tăng tốc lúc mà anh em hạ kính anh em, từ lúc mà tầm khoảng 38 m, còn tầm 38 m ấy xuống đất thì anh em sẽ hạ nhanh hơn, còn lúc mà anh em bay ở phía trên trời bay xuống ấy thì nó sẽ chậm hơn rất là nhiều nha anh em. Đấy, ở đây hồn máu thì nó cũng sẽ có giảm cái thời gian hồn máu, hiểu như nó rút ngắn lại ấy, nó làm dài cái thời gian hồi máu ra, cho nên thì mình nghĩ là đấy cũng là một cái điểm gọi là thiệt đấy anh em ạ. Rồi vũ khí cân bằng thì ở đây là một cái khẩu AUG. Thì trong cái khẩu này thì mình cũng đã có giới thiệu với em rất là nhiều trong những cái video trước rồi. Với cái khẩu này thì nó có cái lượng sát thương cũng được, tốc độ bắn thì nó cũng ngang cái khẩu 1060, hơn 1060 xíu, mình nghĩ là như vậy. Ở đây cái khẩu AK thì anh em có thể thấy thì nó sẽ tăng thêm một cái lượng sát thương cũng như là cái độ chính xác nó sẽ tăng, nó giảm một cái tốc độ bắn thôi, cho nên thì mình nghĩ là cũng chẳng sao đâu các bạn. Cái format thì nó tăng 10 cái tốc độ chạy của anh em nhá. Nếu mà anh em cầm cái khẩu format này anh em bắn nhau, anh em chạy thì sẽ có lợi thế rất là nhiều. Ở cái khẩu Spat thì sẽ Spat 12 thì sẽ được tăng cái lượng sát thương cũng như là mình thấy nó khá là ưu ái ấy, bởi vì trong những cái phiên bản trước đây thì nó đã bị fit lại ở cái độ sức mạnh, cho nên thì hiện tại thì mình thấy là cái khẩu Spat nó khá là yếu so với cái khẩu shotgun mới ra. Rồi thì nói chung thì mình thấy là cũng được với cái khẩu XM8. Cái khẩu XM8 này thì cũng chẳng có gì để bàn cả. Đây, rồi những cái sự kiện như vậy. Rồi đến với cái nhân vật mới và trợ thủ mới. Ở cái nhân vật mới này đấy, hệ thống này, chính quyền, quân đoàn, đúng rồi, một cái điều nữa đấy là nếu mà trong cái thời gian chủ quân đoàn của em quá 30 ngày hoặc là 7 ngày thì trong quân đoàn có thể bỏ vé, bỏ phiếu nha, để bầu cử. Nếu mà người nào có nhiều phiếu nhất thì sẽ được làm chủ quân đoàn tạm thời. Anh em lưu ý là tạm thời nha. Rồi, ok, thì chuyện là tạm thời thôi. Nếu mà chủ quân đoàn online sau cái khoảng thời gian là 1 năm hoặc là 30 ngày gì đấy thì cái chức quân đoàn, chủ quân đoàn sẽ được nhường lại cho chủ quân đoàn 9 đấy ạ. Rồi thì vừa nãy mình cũng có giới thiệu cho em nhá.
Và bây giờ mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho em về cái thẻ của cực mùa thứ 27. Thì mình cũng có làm video review qua rồi. Đấy. Ở đây thì anh em có thể thấy thì đây là thời đại sushi cái gì đây. Vừa nãy khi lúc sáng ấy mình mới mở lên chưa kịp làm gì nữa. Đã bị fit lại rồi các bạn. Bị cập nhật cho nên thì mình không thể đặt trước được nha em. Thì nói chung có rất nhiều em hỏi rằng ở cái thẻ của cực này có nên đặt trước hay không nha em. Thì mình khuyên anh em rằng nên đặt. Đấy, anh em cứ xem hết cái video hôm nay của mình sẽ biết được cái lý do vì sao nên đặt cái thẻ của cực mùa này. Cái thẻ của cực mùa thứ 23 mình nói thật cực kỳ chất. Anh em không đặt rất là phí. Và ở đây thì anh em có thể thấy thì đây là một cái skin xe này. Đấy, cực kỳ chất, kiểu nó khá là giống với cái thẻ vũ cực mùa hoa anh đào. Cái thẻ vũ cực mùa 1 cho em. Ở đây thì em cũng có thể thấy là một số cái bộ trang phục mới. Ở đây thì tiếp tục là một cái hình nền này. Và kèm theo đây ở cái mức đấy, ở đây là một cái bộ trang phục nữ. Thì mình thấy là nó cũng khá là đẹp, có cặp sừng. Nói chung thì mình rất là kết với cái bộ trang phục này. Bởi vì nó khá là đẹp em ạ. Chất lử luôn. Không biết là em thấy như thế nào nhưng mình thấy là nó rất là ok luôn. Đấy, tiếp theo thì mình sẽ cho em đây. Đây là một cái khẩu lục chuối. Ở cái khẩu phiên bản này thì hầu như đây là một cái khẩu skin mới luôn, mới hoàn toàn. Và đây thì em sẽ nhận được một cái áo phong này. Nếu mà em chỉ cần gọi là cái thôi, vừa nãy mình cũng rất là tiếc. Nếu mà mình đặt trước được thì khá là hay. Anh em đặt trước thì sẽ nhận được một cái mũ ấy, kiểu như cái balo gì đấy. Đây là một cái lựu đạn. Theo thì đây là một cái end bia, cái quay kim cương. Rồi, thì đây là một cái ba lô nha em. Kiểu như vậy. Cách có phải không nữa. Ba lô, đây là cái ván lướt này. Bên này là cái đúng rồi, đây là cái ván lướt. Ở đây là những mảnh ở đá ma tuần, đá chế tác này. Kèm theo đấy là đây cái ba lô. Ở trong cái thẻ vũ cực mùa này nó sẽ có hai cái ba lô nha em. Thì trong những cái thẻ vũ cực mùa trước thì cũng sẽ có hai cái ba lô thôi. Ba lô khá là xịn sò. Rất là ổn đấy mà ở cái hộp xác này. Thì đây mình thấy là ở trong cái bộ trang phục nam này thì mình đánh giá thì nó cũng rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Thì hầu như nó không giống lắm với cái thẻ vũ cực mùa 1 cũng như là ở cái quỷ giả xoa, nó ná ná như vậy. Và nếu mà em trang bị cái mũ đặt trước ấy thì em sẽ nhận được một cái mũ đặt trước nó kiểu quỷ giả xoa vậy. Và em trang bị với cái bộ trang phục này thì mình nghĩ nó khá là đẹp. Rồi thì vừa nãy mình cũng đã có giới thiệu sơ qua cho em ở cái thẻ vũ cực mùa từ 23 lần này là 27 nha em. Thì không biết là ý kiến anh em thấy như thế nào nhưng mà mình thấy là anh em nên đặt trước em ạ. Bởi vì cái thì cũng tùy theo anh em thôi. Thì nhiều người nói là cái thẻ cực mùa này thì nó sẽ xấu, còn nhiều người nói thì nó đẹp. Thì mình cũng chả biết nói sao nữa em ạ. Cái thì cũng tùy theo mỗi sở thích của anh em. Cho nên thì cái ấy thì mình cũng chả ép được em ạ. Nhưng mình thấy là trong cái thẻ cực mùa này thì nó cực kỳ đẹp luôn. Cho nên thì chắc chắn thì mình sẽ đặt. Không biết là anh em thấy như thế nào nhưng mà chắc chắn 100% là mình sẽ đặt cho anh em. Rồi thì trong cái khoảng thời gian này thì ở nếu mà anh em nào mà giờ vào game ấy thì khá là chán. Bởi vì kiểu như đa số anh em tìm những cái tựa game khác để anh em chơi. Đa số là như vậy anh em ạ. Bởi vì cái tựa game này đang ở trong những cái đoạn update thì rất là chán chờ đến 7 giờ tối anh em ạ. Đấy, trong cái khoảng thời gian này thì anh em có thể tải những cái tựa game khác như là Liên Quân này, CFM hoặc là Alpha 8 các kiểu anh em chơi giải trí anh em. Cũng được thì nói chung ở trong cái phiên bản của B23 này thì sẽ có những cái cập nhật khá là nhiều. Nên thì mình nghĩ anh em gọi là cứ đón chờ đi. Bởi vì ở trong cái phiên bản của B23 này thì nó thực sự rất là để đáng chờ luôn. Cực kỳ đáng chờ anh em ạ. Đây, có người này. Rồi, ok thì cảm ơn em rất là nhiều để xem cái video này của mình. Nếu mà anh em nào thấy hay, trong subscribe, đừng quên cũng like và sẽ cài video này của mình cho em. Ok, bye bye, mình gặp lại rồi những cái video tiếp theo của mình nhé.